Hey, minasan, konbanwa. Ngày hôm nay là một buổi livestream rất là hay các bạn nhé. Đó là không chỉ cho nên sẽ không chỉ có chữa phần ngữ pháp cho các bạn. Như thường lệ là sẽ có phần bozigoi và bunpo thì ngày hôm nay sẽ là một phần kanji rất là mới lạ các bạn ạ. Đó là những chữ Hán mà của N4 ạ, đó là những chữ Hán sơ cấp nhưng lại có cách đọc trung cấp của N3. Đó, chúng ta cố gắng gọi những cái bạn bè mà của mình đang học N3 vào đây để cùng xem làm xem nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn nhá, không còng cá nhiều nữa. các bạn nhìn thấy ở đây là trên đây có ghi là cách đọc trung cấp của những chữ Hán sơ cấp không ạ? Có nghĩa là gì? Là chữ Hán ở đây thì chắc chắn là các bạn sẽ biết nó là gì, đúng không? Ví dụ như chữ này chúng ta biết đây là chữ trong chữ tọa là ngồi đúng không? Hay là chữ này là chữ tịch là ghế, là chỗ ngồi đúng không? Thế nhưng mà khi mà ghép với nhau ấy thì mình sẽ đọc như thế nào? Thì đây là chữ Hán rất là dễ nhưng mà cách đọc của nó lại có cách đọc trung cấp. Thế là hôm nay chúng ta sẽ cố gắng là mình sẽ chinh phục những cái chữ này. Thì Sen đang tổng hợp những cái từ này ở trong những trong cái cuốn Kanji 700. Thì ở đây có bạn nào chúng ta xem chúng ta đã học qua cái cuốn Kanji 700 chưa? Phần đầu của sách nó rất là hay các bạn ạ. Đó. Nếu như mà chúng ta biết là nếu mà các bạn biết chữ Hán ý, thì nhìn chữ Hán là mình sẽ ra nghĩa luôn. Nhìn chữ Hán là ra nghĩa luôn, vì chữ này là đây là chữ ngồi, là chỗ đúng không? Đây là chỗ ngồi luôn. Nghĩa là chỗ ngồi luôn đúng không ạ? Đó, thế nhưng mà cách đọc của nó thì chúng ta có đọc là gì? Suwaru seki không? Đúng không ạ? Chữ tọa thì mình sẽ phải đọc là gì? Ở đây là trên đây thầy cao có bạn là Lê Thúy này. Lê Thúy Hoàng Na đúng không ạ? Là đang rồi bạn là Hiếu Hoàng. Có cách đọc là ra seki. À ở đây là trên đây thầy là có bạn gì đây nhỉ? Khoai thơm nữa, đúng không ạ? Là cũng cho từ này là jaseki và có nghĩa là chỗ ngồi. Thì các em sẽ cố gắng nhá. Đó, tự có vẻ là đối với những bạn biết thì nó rất là dễ nhá. Đấy, nhưng mà có bạn nào không biết thì sẽ là một cái chúng ta phải để ý nhá. Ok, chỗ ngồi rất là tốt ạ. Tiếp theo, câu số 2 nào. Chữ tiểu và chữ ốc đúng không? Tiểu là rượu, ốc thì là quán. Thì đây chính là quán này là quán rượu. Vậy quán rượu thì là cái gì nhỉ? Có đọc là Osakeya không? Osakeya. quán rượu đúng không? Từ này sẽ nên nhớ là trong cái bài đọc bài nghe á thì hai người đàn ông rất hay nói với nhau những câu này, rủ đi ăn, rủ đi uống rượu không, rất hay dùng từ này. Các bạn nhá. Chào Hương Giang. Hiếu Hoàng này, Sakaya. Các bạn ơi, chữ này đọc là gì đây? Thêm bạn Lê Ái nữa này, chắc chắn rồi, chúng ta nhớ nhá. Cách đọc của chữ này chính là Sakaya. It is Sakaya nhá. Quán rượu ạ. À. Đúng rồi ạ. À. Komawa. Vũ Diễm Sang. Câu số 3. Câu số 3 thì có phải là từ bình thường ấy, là chúng ta thấy cái chữ đằng trước này là chữ nội thì sẽ đọc là nai đúng không? Ví dụ như mình có từ kanai, kanai là vợ này, đúng không ạ? À? Đó. Thế nhưng mà từ này chúng ta có đọc là nai không nhỉ? Hay là chữ đằng sau là phía nhỉ? Phía. Đó, chúng ta sẽ có phía, mình sẽ đọc là cái gì? Đây là chữ này là chữ chắc đúng không ạ? Chữ chắc. Câu số 3 các bạn ơi, câu số 3 là cái gì đây ạ? Cốc ly chén. Hoàng Na, rồi, ok. Thấy hai các bạn là comment đầu tiên đúng không ạ? Đó chính là Uchigawa. Nhớ cho em xem nhá. Chữ nội sẽ đọc là Uchi, Uchigawa phía bên trong. Ok, tiếp theo. Cái chữ Gawa này là chúng ta sẽ gặp trong bài đọc khá là nhiều. Ví dụ như là có thể là những cái bài mail ấy hay là bài thư công ty mà gửi cho đối tác của mình thì người ta hay nói là Kaishagawa, đúng không? Phía bên công ty là Toshagawa, phía bên công ty của chúng tôi ấy. Đó, Gawa. Hay, không mang hoa chị Thúy ạ. Tiếp theo đó là chữ câu số 4 là chữ gì nhỉ? Nếu mà các em để ý chữ đằng sau là chắc chắn là chữ này em cũng biết nó là chữ mễ. Mễ này là gì nhỉ? Là gạo đúng không? Đọc là cô mê phải không ạ? Thế nhưng mà khi mà hai chữ Hán mà nó ghép với nhau ấy thì nó chắc chắn nó sẽ không đọc theo âm cưng cơ mi mà sẽ phải là âm ôn. Mà âm ôn của chữ mễ thì sẽ là cái gì đây ạ? Ô, à các bạn đừng lùi bước, đúng không? Chiêu, chiêu thì là, nghe có vẻ là thấy không? Thêm hai bạn Anh Phương và Hoài Thơm nữa này. Có nghĩa là gì? Chiêu là đang thiếu trường âm ư đúng không? Còn các bạn khác thì sẽ có trường âm. Đó thì cái lỗi về mặt trường âm này sẽ rất là nguy hiểm trong phần bài thi chữ Hán đấy các bạn nhá. Đấy chưa? Các bạn cố gắng từ này chúng ta sẽ có chữ Âu. Và Âu thì sẽ là gì? Là O. O trường âm nhá. O, B là Âu Mỹ. O, B. Ides ka minasan? Obete oite kudasai ne. Hay, thêm bạn cốc ly chén nữa. Tiếp theo câu số 5. Cửa hàng đúng không ạ? Cửa hàng bán một cái gì đó thôi. Thì chữ mại và chữ điếm thì ai cũng biết nó là một cửa hàng đúng không? Nhưng mà cách đọc của chữ mại ấy thì chúng ta sẽ nhớ trên xe cái từ máy bán hàng tự động ấy là Jido Hanbaiki đúng không? Jido là tự động này, Ki là máy này,
Hăm bai thì đó chính là bán hàng đúng không? Vậy cách đọc onomy của chữ mại ấy, thì mình sẽ đọc là gì? Đó, dưới đây vừa hướng dẫn thôi nhá. Tiếp theo là chữ điếm thì mình sẽ hay xuất hiện trong từ chủ cửa hàng là gì? Hay là từ nhân viên cửa hàng là gì hả các bạn? Đúng, là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cách đó là chúng ta nối vào với cho anh xem. Bai tên, đúng rồi, bai đúng không? Hăm bai, bán hàng. Tên, tên chô, tên hình. It is có. Rồi, ok, tiếp theo câu thứ 6 nha. Chúng ta sẽ có chữ dụng. Chữ dụng thì ví dụ như bình thường từ này sẽ thay thế là, các bạn sẽ gặp trong trường hợp mà nó ghép với rất là nhiều chữ như là từ CEO nhỉ, sử dụng Rio cũng là sử dụng này nhỉ. Yo, chữ dụng nhá. Thế nhưng mà nếu mà đứng với mình ý, thì động từ của nó có đọc là yo y được không? Chắc chắn là không. Nếu mà đọc như thế thì nên sẽ không cho ở đây, đúng không? Bởi vì nó là một cách đọc đặc biệt. Nên là mí phải cho vào trong này cho chúng ta nhớ hơn. Bay tên, sổ bay tên. Ưu đi tên, các bạn đang đọc là ưu đi tên. Chúng ta có hiểu là ưu đi ấy, thì nó là âm cưng âm mi, nó chỉ đúng mình thôi. Còn chữ tên là âm ôn, thì một chữ Hán thì nó không bao giờ có cách đọc chữ cưng mới cưng ghép với nhau đâu. Comment mình đã rằng không bao giờ cưng mới ôn ghép với nhau đâu ạ. Chỉ có thể là cưng cưng hoặc là ôn ôn thôi. It is có. Nếu mà em đọc là ưu đi ấy, thì nó phải là ưu đi mi xe, phải không ạ? Nào câu số 6 xem đây thấy xem đây bảo xong này không thể nào vô ý được được, bởi vì nếu mà vô ý được ý thì xem đây không cho ở đây, nó quá dễ rồi đúng không? Vậy cách đọc âm cưng âm mi của nó chính là mochiru, nghĩa là sử dụng luôn các bạn nhá. Mochiru minasan nankai mo yonde kudasai, obueru yoni, để nhớ được chúng ta cố gắng, mình sẽ nói đi nói lại nhiều lần lên xe nhá. Mochiru, so desu ne, đúng rồi đó, sử dụng. Tiếp theo câu số 7. Câu số 7 đây là chữ lữ, đúng không? Chữ lữ thì các bạn chú ý là chữ này sẽ rất là dễ nhầm với cái chữ này này. Đây, đúng không? Chữ này là chữ tộc đúng không? Tộc trong từ gia tộc là ca dô cự ấy, đúng không? Thế chúng ta chú ý nhá, nếu mà bên dưới này này, đây cái bộ này là bộ y nhá. Y là quần áo. À, lữ là du lịch đúng không? Đi du lịch thì mang theo quần áo đúng không? Đó, còn tộc là gia tộc của mình, nó có bộ đại này to lớn ở bên dưới, các em chú ý nhá. Thế còn về cách đọc của chữ này thì nó sẽ thường ghép với chữ chữ hành là ryoko, ryoko đúng không? Nhưng mà vấn đề là đứng một mình nó là cái gì? Đúng rồi, đứng một mình nó chính là gì? Tabi. Bạn chị Thúy á, ok, bạn hạnh hạnh kẹo. Ok, it is ka tabi. Các bạn nhớ trên xe từ này âm cưng no mi là tabi, và có một cái cụm người ta rất hay dùng đó là yoi tabio. Yoi tabio đó là chúc chuyến đi vui vẻ nhá. Yoi shumatsu là chúc cuối tuần vui vẻ, là yoi tabio iresu ka. Đó là gì đây? Chữ dạ và chữ minh. Chữ dạ thì có phải là các em sẽ hay đọc là yo đự không? Đọc một là hay đọc là yo đự thứ nhất này. Thứ hai là nếu như mà nó ghép ý, thì thường mình sẽ đọc là gì nhỉ? Là ja đúng không ạ? Là ja. Đây là hai cái mà sẽ học sinh là hay biết. Còn chữ đằng sau thì là chữ minh, có thể trong từ akarui. Còn về động từ của nó thì chắc chắn là trong từ akeru rồi, đúng không? Nhưng vấn đề là khi mà ghép hai chữ này với nhau mình sẽ đọc là cái gì? Ok, đó bạn Lê Ái này, chị Thúy Hạnh Kẹo, Yoake, anh Phương Yoake, rất là tốt đúng không ạ? Đấy. Ngoài ra các bạn nếu xem từ này nữa này, nếu mà chữ dạ cộng với chữ chung ấy thì mình sẽ đọc là Yonaka, Yonaka, không đọc là Yoru nhá. Cũng không được là Janaka nữa chưa? Thì vậy là chúng ta sẽ suy ra là cái chữ dạ này có ba cách đọc này. Được chưa? Yoru và yo là âm cưng mi, còn ja thì là âm onomi của nó nhá. Yo. Vậy là thế nên hỏi các bạn này, tất cả các bạn đang xem livestream ở đây ạ. Chúng ta bạn nào comment nhanh nhất cho đây cái nghĩa của từ này. Nào, nghĩa của từ này là gì ạ? Ok, bây giờ mình kéo có từ yoake xong rồi. Nghĩa của nó là gì ạ? Có bạn cốc ly chén đang đưa ra có một từ nữa đó là tsuyuake. Ok, tsuyuake. Cũng là cái chữ minh này đúng không ạ? Akeru ý thì nó là chữ minh, nghĩa của nó là tươi sáng, nghĩa là tươi sáng đúng không? Vậy khi mà chúng ta ghép cái từ ake này này, nó sẽ ghép được cái ba chữ, một là tsuyu là mùa mưa, hai là chữ chữ gì nhỉ, chữ dạ, yo là gì nhỉ, là ban đêm đúng không? Còn một từ nữa cơ, đó là từ toshiake nhá. Toshiake là cái gì nào? Có bạn nào cho em xem cái nghĩa của từ này đi, xem đang rất là mong chờ ạ. À, bạn Lê Ái đưa ra nghĩa là bình minh. Thế thì các bạn có hiểu là gì nhỉ? Từ ake này sẽ nghĩa là gì này? Nó nghĩa của nó là tươi sáng. Khi mà nó ghép với yo, yo đự là ban đêm thì nó là phải là bình minh. Cái là nó là rạng sáng ấy, nó là cuối cuối đêm ấy. Bạn hiểu ý xem không? Tiếp theo là chiyu là mùa mưa. Vậy cái này là bắt đầu mùa mưa hay là kết thúc mùa mưa? Sẽ phải là
kết thúc mùa mưa đúng không ạ? Kết thúc mùa mưa thì nó mới tươi sáng được. Tiếp theo đó là Toshiake. Toshiake thì lại là bắt đầu một năm mới. Đó, bởi vì bắt đầu một năm mới thì nó mới tươi sáng đúng không? Chứ còn nếu mà kết thúc thì còn gì là tươi sáng nữa. Bản chất là tươi sáng. Ideska. Ừ. Bình minh, rạng sáng. Đúng rồi, còn Chiwake là kết thúc mùa mưa. Toshiake thì nó chính là gì nhỉ? Đầu một năm mới, bắt đầu một năm mới. Chúng ta có biết từ Akemashite Omedeto Gozaimasu, đó là chúc mừng năm mới, đúng không? Akemashite đó, Akeome ne. Ừ. See you Heidi, see you Ake. So desu ne, onajimi. Chữ vấn. Chữ vấn thì thông thường các bạn sẽ biết trong từ Mondai nhỉ? Đọc là Mon. Về cách đọc âm Kumgami của nó thì chúng ta cũng rất hay quên. Rồi, bạn cốc ly chén rất là nhanh đúng không ạ? Rồi, ở đây từ này chúng ta sẽ đọc là tô các bạn nhá. Tô, ông cưng nhau mình là tô, bằng nghĩa là hỏi luôn. Nghĩa là hỏi luôn, mình có một cái cụm đó là Toi Awase. Toi Awase nhá. Toi Awase là đêm hoa bao ngủ à. Có số điện thoại mà quý khách muốn hỏi là gì đấy đúng không ạ? Toi Awase, đúng rồi. Tiếp theo, đúng không? Câu số 10 là gì này? Nên là câu số 10 nha. Câu số 10 là gì đấy các bạn ơi? Chữ này là chữ đô đúng không ạ? Đô này trong từ Tokyo đúng không ạ? À trong từ gì nhớ? Trong từ Kyoto chứ đúng không? Chữ kinh đô ấy. Thế thì cái chữ đô này thì nó có một từ, nó có thể từ thủ đô các bạn nhỉ? Đúng không? Mình có từ thủ đô nhé. Là siêu gì nhỉ? Siêu tô đúng không? Ừ, siêu tô. Bây giờ cái cách đọc đứng của mình nó sẽ là cái gì các bạn ơi? Là gì nhỉ? Đâu rồi? Xe đang rất mong chờ ông cưng ngơ mê của chữ đô là gì ạ? Miyako, đúng rồi, bạn Thanh Hường, Miyako. Đấy, Sena đang show từ Miyako cho các bạn đây ạ. Đô đúng không? Kinh đô, thủ đô Miyako. Ok, Miyako. Rồi nè, chúng ta cố gắng tương tác nào. Comment nhanh lên xe, vừa xe chờ mãi chẳng thể comment gì cả. Tiếp theo, con số 11 nhá. Kono gì đây ạ? Ừ, bây giờ mình thấy này, cốc ly chén này. Bạn Trần Hoài Thơm này. Ừ. Miyako, hai, rồi nè. Câu số 11 nào, đây là Kono gì nhỉ? Có phải là chữ này là trong từ độ không các bạn? Là độ đúng không? Thế nhưng mà khi mà ghép ấy thì mình có đọc là độ không nhỉ? Độ là lần đúng không? Các bạn biết cái từ này. Từ này thực ra là nó bằng từ côn độ luôn các bạn ạ. Nghĩa của từ này bằng côn độ luôn ấy. Ừ, côn độ là chữ kim mà chữ độ ghép vào đây này. Nhá, đó. Côn độ là lần này đúng không? Lần tới này. Thì bây giờ chữ này mình sẽ đọc là Kono gì đây? So, đúng rồi, Kono Tabi. Tại sao lại dùng Kono Tabi? Bởi vì là trong các bài thư mail ấy, business đúng không? Thì người ta rất hay dùng cái từ này và nó lịch sự mà. Konotabi lịch sự của từ côn độ các bạn nhé, nghĩa hoàn toàn giống nhau luôn. Chú ý cho nên trong bài thư nhá, bài thư, bài mail chúng ta sẽ gặp rất nhiều ạ, trong bài đọc ấy. Konotabi rất tốt ạ. Tiếp theo câu số 12, câu 12 là chữ gì đây nhỉ? Chữ này là chữ gì ta? Câu 12, chữ ni bang. Trong đơn nghỉ việc. Ừ, so desu ne. Trong đơn đúng không? Có nghĩa là lịch sự ấy các bạn. Ừ. Hay. Nào, câu 12 các bạn ơi, câu 12 là gì đây? Đúng rồi, đây chính là inaka. Inaka nhá. Ừ, so desu ne. Các bạn biết đây là cái chữ đằng trước. Thực ra đây là một cách đọc đặc biệt đấy. Bình thường là chữ này phải đọc là ta đúng không? Ừ, này đọc là ta đấy. So desu ne. Inaka đúng không ạ? Nông thôn nhá. Ok, tiếp theo câu số 13. Câu số 13 ấy thì nó sẽ có chữ này là chữ trong nóng nhỉ? Achui. Chữ này là chữ chung. Đây rồi, từ đằng là từ này là từ mimai nhỉ? Mimai là gì nhỉ? Thăm người ốm đó. Thì cái cụm này ấy, thì mình sẽ gặp rất là nhiều ở trong lại là thư mail tiếp đúng không? Những cái câu hỏi về những không phải câu hỏi mà những câu chào hỏi nhau ấy bằng thời tiết. Bạn biết là người Nhật người ta rất là có thói quen là cứ chào hỏi nhau bằng thời tiết ý. Đấy, thì đây là cái gì? Kiểu như là thăm hỏi vào giữa hè. Câu này là thăm hỏi giữa hè các bạn nhá. Mùa hè nắng nóng rồi, bác có khỏe không? Đấy, thế thì âm onome của chữ đằng trước này này à, thì mình sẽ ôn là gì? Bình thường là achui, nhưng mà khi ghép vào thì mình có đọc là achui không? Chắc chắn là cái gì đó chiêu mi mai rồi. Các bạn ơi, chữ thử mình đọc là gì đây? Nào. Là gì đây ạ? Sene show rồi đấy ạ. Nào, comment giúp mình xe đi. Xe này không biết là có phải là do mạng kém không nhỉ? Không biết phải do mạng kém. Nệt chiêu em. Nếu mà là chữ nệt ý. Nệt nhá thì nó là chữ này chữ cơ. Đây này. Chữ này chữ là chữ này này. Ừ, 1, 2, 3, 4. Đúng không? Nệt chiêu thì là nghĩa là say sưa và đam mê rồi. Không phải là nghĩa là nóng nữa rồi. Nhờ. Còn đây là chữ này chữ thử.
nhá. Show chill me mai. Hỏi thăm thăm hỏi giữa hè đấy ạ. Ừ. Nhớ là show không trường âm nhá. Show chill me mai. Ừ. Tiếp theo câu số 14 này. Câu số 14 là chữ gì nhở? Chữ trọng đúng không? Trọng này trong từ omoi. Ừ, omoi. Omoi là nặng nhở? Nhưng mà nếu mà động từ chắc cũng không thể omo được đúng không ạ? Các em nhớ cái từ này nó rất hay gặp trong nó hay dùng nghĩa bóng lắm nhá. Nó hay đi với rain chill lắm. Rain chill hay là gì nhở? Có thể đi với kê kênh đúng không? Hay thì với là đĩa đúng không? Xếp đĩa, chồng đĩa hay là chồng chất luyện tập hàng ngày đúng không? Thì mình sẽ đọc cái từ này là gì? So đúng rồi, đó là kasanaru. Kasanaru ii desu ka? Mà các bạn Lê Ái đưa ra phương án đầu tiên rất là nhanh. Kasanaru Quách Phương nữa. Chưa có bằng câu số 15, mình có chữ táo đúng không? Táo thì là sớm này, đằng sau là tốc, và tốc thì là nhanh này, mà khi mình ghép với nhau thì mình có đọc là hai ga hai ga không? Đọc là gì đây các bạn ơi? Từ này cho nên thấy là khá là hay gặp trong đề thi GPT đấy nha. Người ta sẽ bảo chúng ta tìm đồng nghĩa với nó đấy. Nếu mà tìm đồng nghĩa với nó chính là từ sư cự ní các bạn nhá. Bằng sư cự ní luôn, ngay lập tức ạ. À. Ừ, đúng rồi. Đó chính là sắc số cự. So, chữ tốc này mình sẽ đọc là số cự này, đúng không? Tốc thì đọc là số cự luôn nhá. Tốc thì bằng tờ có với ô cờ, tờ là sờ, ô cờ là ô cự đúng không? Đó, đây là cách đọc. Đúng rồi ạ, sắc số cự, ngay lập tức, nhanh chóng. Tiếp theo câu số 16 thì mình sẽ có chữ đằng trước là tảo này. Đằng sau là chữ chiều, đây là a xạ là buổi sáng đúng không? Ừ. Còn đằng trước là hai gai. Đúng, nhưng mà đương nhiên là ghép với nhau mình không thể đọc là hai gai a xạ được đúng không ạ? Sáng sớm là gì đây ạ? Ừ. Sáng sớm các bạn ơi, sáng sớm đâu? Sẽ đây trời này. Cô Mau Hoa, Linh Nguyễn sang. Các bạn có biết có một cái từ là bữa sáng không? Bữa sáng là gì nhỉ? Chữ chiều, còn một chữ thực đúng không ạ? Chô sô cự. Nhỉ? Đó thì chữ này mình nói là chô đúng không các bạn? Đó là chô. Còn âm âm onomi của chữ tảo này thì mình sẽ đọc là xô nhé các bạn nhé. Xô chô. Xô chô trường âm nhất Lê Ái nhé. Thanh Trung cũng vậy đúng không? Đó, các bạn đều đang thiếu trường âm này, rất là nguy hiểm luôn nhỉ. Chô là phải có trường âm nha. Ô chị Thúy cũng thế này. Cũng bị sai trường âm đúng không? Hay, từ cứ tưởng là dễ nhưng ai ngờ không hề dễ nha. Rồi, câu số 17 nào các bạn ơi. Ơi, rồi nè. Đây là chữ yếu này. Đúng không? Chữ yếu cộng với chữ điểm. Thực ra yếu, âm áng nó là chữ nhược. Âm áng là nhược nhưng mà nghĩa của nó là yếu trong từ yowai nhỉ? Ừ, yowai. Vậy âm onomi của nó sẽ ghép vào mình sẽ là cái gì đây? Chắc chắn là chúng ta sẽ biết từ đằng sau là tên rồi đúng không? Là tên rồi. Nhưng mà cái gì tên thôi? Cái gì đây ạ? À? Cái gì tên ta? Các bạn ơi, cố gắng nào, nhanh lên, comment ra xe với. Chữ gì nhỏ, chữ gì tên đây? Điểm yếu là gì? Là gia cự tên, nhá, gia cự tên, đúng rồi ạ, nhá, chữ nhược là gia cự ạ. Gia cự nhá, gia này này, chứ không phải là gia này đâu nhá. Đó, ví dụ như là có bạn Lê Ái này, đúng không ạ? Bắt đầu này, gia, đây là gia, có đây là gia, ừ. Chắc cứ tên so this nè. Tiếp theo câu số 18, chữ thế và chữ chung thì chung này bình thường chúng ta sẽ đọc là chiêu hoặc là naka. Thế này trong từ thế giới là sekai đúng không ạ? Sekai. Và các bạn sẽ chú ý trên xe là đương nhiên nếu như chúng ta bà đọc là senonaka thì đấy là sẽ này không bao giờ hỏi, bởi vì là đấy cách đọc quá là dễ rồi, chắc chắn nó sẽ không đọc là senonaka, nó quá là đơn giản rồi. Và đây là một cách đọc đặc biệt của chữ gì nhỉ? Của chữ thế, không đọc là C. Và nghĩa của từ này nó sẽ bằng với từ Shakai, xã hội các bạn nhá. Nếu như các em có gặp từ này, tìm đồng nghĩa với từ này thì nó sẽ bằng với từ Shakai. Nào, mình sẽ đọc là gì đây ạ? Đúng rồi, đó chính là Yononaka, như bạn Cốc đi chén đang comment. Nhá. Các bạn cố gắng trên xe này. Đó. Nhớ trên xe những chữ mà rất là gì nhở? Dễ nhầm. Yo nha, Yononaka. Ok, tiếp theo đó chính là đây là từ này, nếu mà chúng ta thấy trên xe là có hai chữ đúng không ạ? Đây hai chữ này, chữ vật và chữ giả. Vật thì hay đọc là mono rồi. Chữ giả này nó cũng hai cách đọc luôn. Lúc thì đọc là xạ này. Lúc thì đọc là mono này. Nếu như mà là xạ ấy thì nó là âm onomi đi ghép.
Còn nếu mà mono thì nó là âm cưng gamin. Vậy nếu như cưng gamin thì chứng tỏ là từ trước nó cũng sẽ là cưng gamin. Nếu mà âm ôn thì từ trước cũng sẽ là âm ôn nha mi. Và đây chính là cái gì các bạn? Chúng ta có biết một cái từ đồ giả không? Đồ giả là nise mono đúng không ạ? Đồ giả là nise mono đấy ạ. Nào, sẽ cho biết luôn từ này là nise. Vậy cách đọc của cái chữ này, chúng ta sẽ đọc là nise sạ hay là nise mono. Đó, cái quan trọng ở đây ấy là để chúng ta phân biệt là chữ giả này không đọc là sạ. Và khi mà chúng ta ghép hai chữ này với nhau thì chúng ta sẽ mono. Có một từ nữa, từ giới trẻ ấy, là wakai mono, waka mono đúng không? Đó, wakai. Wakai là trẻ đúng không? Thì chữ giả này mình sẽ không đọc là sạ mà sẽ là mono nhá. Giới trẻ đấy. Tiếp theo đó là từ chì tham. Chì là mochi, là cầm. Sang trong từ sangka là tham gia. Vậy khi chúng ta ghép với nhau thì nó sẽ đọc là gì? Đúng rồi, hông mono là đồ thật. Nhưng mà nếu như mà là người chính chủ ấy ạ, các bạn có nise mono thì không phải là người giả nhá, mà nó là kẻ mạo danh ấy. Mạo danh rồi là sao nữa nhỉ? Lừa ấy ạ, đúng không? Ví dụ như là bình thường chúng ta đi 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 đâu nhỉ? Đi làm chứng minh, đi làm giữ chứng minh thư thì người ta bắt buộc là mình phải có gì nhỉ? Hông ninh, đó là chính chủ. Phải chính chủ phải đến đúng không? Thì hantai của nó chính là từ nise gì nhỉ? Nise mono. Từ này mình sẽ đọc là gì đây? Đây chính là từ di sang. Đúng rồi, di sang sư tử. Các bạn nhớ là trong bài nghe thì nó rất hay dùng từ di sang này, nghĩa là cầm theo nhá, cầm theo, mang theo. Motte ikimasu. Motte ikimasu, di sang sư tử. Và chữ tiếp theo đó là chữ khứ. Chữ khứ đúng không ạ? Bỏ lại, để lại đúng không ạ? Rời đi. Thì bình thường chúng ta sẽ có chữ khứ này trong từ kyonen. Nhưng mà âm cưng âm mi của nó chính là saru. Các bạn nhớ xem nhé, saru. Khứ nhá, để lại này, rời đi này. Đó, để lại, rời đi, bỏ đi. Để nó lại là quá khứ ấy, đúng không? Rồi xong nhá, tiếp theo các bạn ơi, chúng ta chuyển sang một phần mới này. Đây là chúng ta sẽ tìm từ không phải là tìm từ đồng nghĩa đâu ạ. Các bạn hiểu là cái đề, các bạn có bao giờ chúng ta xem cái đề bài của bài tìm bài môn đai số 4 đúng không? Là chúng người ta bảo chúng ta là motto mo chikai mono, ý là mình sẽ tìm cái câu cái nào mà nó motto mo chikai mono ấy là nó gần nghĩa nhất nhá, nó gần nghĩa nhất chứ không phải là đi tìm từ đồng nghĩa. Thứ hai nữa ấy, là rất nhiều từ mà đứng một mình thì nó là nghĩa như vậy, thế nhưng mà khi mà trong một cái ngữ cảnh cụ thể thì nó lại có một nghĩa khác. Nên là các bạn phải cố gắng trên xe là bài này chúng ta dịch hết cả câu trên xe. Tại vì có một từ ấy thì nó sẽ có rất là nhiều nghĩa, có thể có nghĩa đen và có nghĩa bóng. Phải không ạ? Từ ake xe này vừa nói xong, may quá, đúng không? Bởi vì xe này cho từ này để chúng ta nhớ luôn. Nó sẽ nhớ rất là, có nghĩa là nhớ rất là lâu ấy. Bởi vì chữ ake vừa là minh. Thì thông thường ấy là các em nhớ toshiake, minh là tươi sáng thì nó sẽ phải là một năm mới bắt đầu. Mà sunde ấy thì nó chữ là từ sumu. Sumu. Đây này, chữ này này. Sumu trong từ kê dài á thì đây là kết thúc rồi. Kure, kureru cũng là kết thúc luôn. Hai bằng câu 1 và câu 3 bằng nhau. Còn nếu mà toshio toru cơ thì nó là có tuổi và cuối cùng đó là gì? Thay đổi. Một năm thay đổi. Đây là tìm từ gần nghĩa nhất mà, đúng không các bạn? Rồi câu số 2. Tiếp theo, hôm nay chỉ cho một câu thôi, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần đó là tìm cách dùng từ nhé. Ở đây có một từ rất hay, đó là từ godo godo, là từ gì nhỉ? Từ láy đúng không ạ? Rồi, từ láy nhá, godo godo là cái gì đây ạ? Tất cả các câu là sẽ đều cho từ sư lự đằng sau các bạn nhá. Có từ sư lự này. Namina-san, chúng ta chọn đáp án là gì đây ạ? Ở đây sẽ thấy có bạn làm ta điền phương án đó, số 1 đúng không ạ? Bạn Lê Ái, bạn Hiếu Hoàng. Bạn gì đây? Hiếu Hoàng thì tôi chọn 2 em. 2 là 1 đây ạ. Rirakusu. Rirakusu là thư giãn đúng không? Thì bình thường ấy là từ Goro, nếu Goro Goro nếu mà là từ tượng thanh nó có thể là tiếng sấm. Đúng không? Và bản chất của từ này chính là ăn không ngồi rồi ấy. Nghĩa là vô hẳn là kiểu một bản chất là vô công rồi nghề, nhưng thực tế nó chính là thong thả, thong dong và thư thả ấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có câu này là vào ngày nghỉ, suốt một ngày thì tôi thì tôi muốn thong thả, tôi muốn nghỉ ngơi thong dong ở trong phòng. Còn câu số 2 là Sene đang thay thành một từ mới, đó là từ udo udo. Thì các bạn sẽ nhớ từ này là từ rất rất hay gặp của N3 luôn. Nhớ ra từ này nhá. Đó là cô ấy
thì cứ đi rồi lại đến trước mặt tôi, đi rồi lại đến, thì người ta gọi từ này đó chính là từ đi đi lại lại và lượn đi lượn lại. Thế nhớ xem từ ư đô nhá, đi đi lại lại, lượn đi lượn lại, đi đi lại lang thang ấy. Ư đô, ok chưa? Tiếp theo là từ nô đô, nô đô này. Watashi no mai ni narande iru hito ga nanani shite. Tiếp theo là từ này chữ gì này, chữ liệt, chữ liệt đúng không? Rei chữ là hàng lối này, gen gen susuma này. Cái người mà xếp hàng ở phía trước tôi ấy, là người ta như thế nào? Làm cho hàng mãi không tiến lên được. Có nghĩa là cái người đứng ở trước này người ta rất là chậm chạp. Chúng ta hiểu cái bản chất của từ này nhé. Đó là trạng thái chậm chạp, lúng túng ấy. Nhắc lại nhá, nodo nodo là trạng thái chậm chạp và lúng túng. Chậm gì luôn ấy. Đó, ok chưa ạ? Tiếp theo, đó là tochuzen no koto ni, thực sự là rất là đột nhiên bất ngờ. Do sureba ii ka wakaranakute, em không biết là phải làm thế nào cho tốt. Nên là oro oroshite shimata. Và từ này nó chính là luống cuống hốt hoảng ạ. Lúng túng, luống cuống, hốt hả, hốt hoảng ạ. Còn từ bên trên nó chính là lúng túng theo kiểu chậm chạp các bạn nhé. Bên trên này từ nororo là lúng túng theo kiểu chậm chạp này. Còn oro thì nó chính là lúng túng, luống cuống, hốt hoảng. Các em cố gắng nhớ cho em một vài cái từ láy này nhá. Bởi vì là thực ra là bình thường ấy, nếu mà để vứt cho chúng ta một cái file, một tập file mà toàn những chữ láy thì chúng ta không nhớ đâu. Chúng ta phải làm thực sự trong bài luyện đề cơ, đúng không? Mình phải luyện nhiều thì mình mới nhớ được trong một cái hoàn cảnh cụ thể ấy. Ở nhà thư thả, đúng rồi ạ. Thong thả, thong dong nhá. Nghỉ ngơi. Chan tổ thì sẽ là gì nhở? Cẩn thận đúng không ạ? Chỉn chu, hẳn hoi. Nhưng mà cách dùng của nó thì chúng ta sẽ nhớ cho em một cái cách dùng nhá. Là chan tổ như thế nào nhở? Nào, đầu tiên đặt chân ngay từ chan tụ đi với cặp cô này, chan tụ đi với jozu ni, hay chan tụ đi với moto no basho ni, hay câu số 4 là chan tụ ý ô ký xạ đúng không ạ? Câu số 24 nào, các bạn chọn phương án là gì đây ạ? Các bạn đang chọn một đúng không? Các bạn nhớ bản chất trên xe nhá, là những cái từ ví dụ như là từ kichin tổ này, chan tổ, hay là từ gì nhỉ, hakiri, gì nữa nhở, kusuri, rồi kit, gì nhở, chúng ta từ di tổ là từ yên lặng đúng không ạ? Những cái từ đó ấy, thì chúng ta bắt buộc phải bổ ngữ trực tiếp cho một động từ, nghĩa là nếu như nó không có động từ đứng sau ấy thì nó phải là sư lự. Nó phải là sư lự. Thì ví dụ như là câu số 1 ý, thì đi với cà cô đúng không? Cà cô đó là gì, là vẻ bề ngoài đúng không? Phong cách bề ngoài. Thì lúc này là nó đang đi với danh từ thì mình sẽ không thể cộng danh từ được. Mà lúc này chúng ta sẽ phải gì nhở? Phải chuyển nó thành đuôi sư lự. Sẽ đây vừa nói xong là từ chan tội nó rất hay đi với động từ đứng sau. Đó là chan tô sư lự. Và câu này sẽ là chan tô xạ nhá. Đó, new gì nhở? New sashi ken ni wa chan to sa kakko de ikinasai, hãy đi đúng không ạ, mặc mặc ăn mặc chỉnh tề và ăn mặc hẳn hoi để đi gì nhở, đi thi vào công ty đúng không? Thì nhớ là mình phải là chan to sa. Câu số 2 này là gì nhở, so với 2 năm trước thì tiếng Nhật của tôi đã gì nhở, trở nên khá hơn rất là nhiều rồi, ở sẽ là rươi bừng đúng không ạ? Tiếp theo này là yonda hông, là cuốn sách mà mình đã đọc xong ấy, thì Modo sekrasai, hãy để về chỗ cũ một cách gì nhỉ? Cẩn thận và chỉn chu. Và đây chính là từ trang tổ đã đang bổ ngữ trực tiếp cho từ modo sự. Động từ đằng sau đấy ạ. Kono kaban wa ni san ni no ryoko ni chodo i. Cả một cụm luôn ạ. Một cái kích cỡ vừa vừa phải, vừa hợp, phù hợp để đi du lịch 2 3 ngày. Tiếp theo đó là từ Hajime. Hajime là từ mà ngay từ những các bạn học N5 là chúng ta đã được tiếp cận với nó rồi. Thế nhưng mà tại sao sẽ lại cho vào đây? Bởi vì chúng ta sẽ rất dễ nhầm, đúng không ạ? Nào, các em sẽ chọn phương án câu 25 nào. Câu 24 chưa là gì đúng không ạ? Thường thì các bạn rất hay nhầm từ
gì nhỉ? Lần đầu đúng không? Lần đầu, đầu tiên, bắt đầu, rồi là ban đầu. Thì những cái từ đấy chắc chắn là mình sẽ bị. Ví dụ như ở đây sẽ thấy là có bạn bạn Thanh Hường à? Thanh Hường chọn 3 đúng không em? Em khi mà chúng ta comment ý, thì mình sẽ cho ra cái số thứ tự đi. Như đây là câu 25 này. Để xem có biết là mình đang làm câu nào nhá. Đa là chọn 3 đúng không ạ? Thế thì các bạn dịch cái từ Hajime này là cái gì ạ? Hương Giang cũng là 3 này. Câu số 1 này. Câu số 1 thì mình sẽ có từ gì đây nhỉ? Hajimete. Hajimete là lần đầu đúng không? Đi trượt tuyết thì đây là lần đầu. Hajimete là lần đầu ạ. Lần đầu nhá. Tôi thì sáng nào tôi cũng dậy trước chồng tôi thì phải là Sakini. Ok, trước. Tiếp theo là sen xe không đến. Vì vậy nên là buổi học sẽ bắt đầu muộn 5 phút. Và các bạn có nhớ từ Jikyo ga hajimarimasu. Bởi vì là chủ ngữ là một danh từ, là không phải là người. Nếu mà chúng ta có nhá, nếu mà các em dùng Hajime thì nó phải là O Hajime. O Hajime. Còn các bạn có biết là cái chữ no này nó thay trợ từ gì không? Trong N3 ấy thì trợ từ ga người ta sẽ chuyển thành no. Nếu mà nếu như ga thì nó phải là Hajimari. Nhắc lại nha các bạn nhá. Là nếu như chúng ta dùng Hajime, Hajime được ý, động từ thì phải đi với O. Còn nếu như ga thì nó là tự động từ Hajimari. Tiếp theo câu cuối cùng là Hajime wa ban đầu, lúc đầu tôi mãi không quen được với cuộc sống của Nhật. Vậy Hajime là đầu, chúng ta dịch là mỗi là đầu thôi. Là đầu. Câu 3 là bắt đầu, câu 2 là trước và câu 1 là lần đầu. Và đáp án đó là số 4 ạ. Em quay xe kịp. 3 khả năng toang, hầu hết các bạn đều chọn 3 đúng không ạ? Duy nhất có bạn chị Thúy chọn 4 thôi ạ. Các em ơi, chúng ta sẽ chuyển sang phần ngữ pháp này. Và cái phần này là phần chú Thiên sẽ chữa nhanh các bạn nhá. Chúng ta sẽ cố gắng comment thật là nhanh lên xe. Được chưa ạ? Bây giờ đến phần ngữ pháp này. Mình sang chuyển sang câu số 1 nhá. Bưng pô ngữ pháp ạ. Câu số 1 nè, câu 1 là gì đây các bạn ơi? Minna ga watashi no ikken ni hantai shite ta ga. Tất cả mọi người đều phản đối ý kiến của tôi. Thế nhưng mà kanojo cô ấy oen shite kure là cô ấy ủng hộ tôi. Cô ấy ủng hộ tôi. Nghĩa là chỉ mình cô ấy ủng hộ tôi đúng không ạ? Vậy các em sẽ có là dakenara là nếu chỉ. Dakeni thì là chính vì nhá. Chúng ta nhớ vụ một ngữ pháp trên đây chính vì. Và vế sau của nó nhá, vế sau của nó là mang nghĩa tiêu cực đấy ạ. Nghĩa là mang nghĩa xấu nhá. Chính vì. Đó. Tiếp theo đa kê đồ thì là bằng với gì nhỉ? Bằng với gà rồi. Là nhưng. Đúng không em? Kê đồ mà. Đó, kê đồ là nhưng này. Loại nhá, loại chỉ còn mỗi một thôi. Đa kê là chỉ, còn qua là nhấn mạnh thôi ạ. Ka no jo đa kê wa. Chỉ mình cô ấy ủng hộ tôi. Rất tốt ạ. Đó là câu số gì nhỉ? Một. Chúng ta chuyển sang câu số 2 này. Sumimasen. Hakubutsukan này wa, Hakubutsukan nhá, bảo tàng lịch sử này. Nani ikeba ika oshiete kudasai. Các em nhớ cả một cụm luôn nhá. Đi như thế nào thì được ạ? Bác chỉ cho cháu với. Bình thường mình hay có câu là doyatte ikimasu ka? Doyatte itarai desu ka? Đúng không? Nhưng mà ngoài từ doyatte ra thì chúng ta đương nhiên mình không thể dùng câu nan ý được, bởi vì nó là một từ để hỏi. Câu này phải là đây là một từ để hỏi nhá. Từ để hỏi, từ nghi vấn ấy, gimonshi á. Cô thì không phải là từ nghi vấn rồi. Bây giờ chỉ còn có một câu hai thôi. Câu một cũng là như thế nào mà câu hai thì cũng là như thế nào đúng không ạ? Đố nan ý. Chắc chắn là trong câu này mình sẽ chọn được phương án đó là gì? Là số 1 rồi ạ. Mình sẽ cố gắng lại phần ngữ pháp. Bài hôm nay sẽ lấy bài ngữ pháp rất là dễ. Bài ngữ pháp khá là nhẹ nhàng với các bạn đây ạ. Đó, mình sẽ làm thật là nhanh nhá các bạn nhá. Đúng rồi, đôi kê ba nhá, bằng từ đôi yate luôn. Tiếp theo câu số 3 này. Eki ni tsuki nani nani denwa kakete kudasai. Bạn Lê Ái chọn sang băng. Các em cho nên cái nghĩa nào, nghĩa của ngữ pháp này là gì ạ? Câu số 3. Câu số 3 nghĩa ngữ pháp này là gì đấy? Tori ni là theo như này.
Bacarini thì bacarini là chỉ vì các bạn nhé. Bacarini là chỉ vì. Bình thường chúng ta biết cái ngữ pháp là vê tạ bacari là vừa mới đúng không? Hay là vt bacari là suốt ngày chỉ toàn như thế nào đó, việc mà lặp đi lặp lại khi mình phê bình chỉ trích. Thế nhưng mà nếu như bacari mà có ní nhá, thì ngữ pháp này nó chính là dịch là chỉ vì nhá, mang nghĩa tiêu cực phía sau nha. Chỉ vì. Sirai, sirai thì tiểu được xem nó sau nha. Từ này ngữ pháp này rất là nhiều nghĩa. Tô tan thì nó phải đi về vê gì đó, vê tạ. Bởi vì là động từ ở đây bỏ gì nữa, bỏ mát sự rồi nên là mình sẽ loại luôn được câu số 4 ạ. Bởi vì là tô tan chỉ đi vê tạ thôi. Vê tạ tô tan đúng không? Sau khi A thì B. Đó, B xảy ra không ý chí. Về cái ngữ pháp vê tạ tô tan đi này. Nhỉ? Đó. Thế gọi theo như thì không phải rồi, ba chỉ vì không thể biết chỉ còn mỗi câu 3 thôi. Vừa về tới nhà, vừa tới nhà ga hãy gọi cho tôi. Thứ nhất nhá, các bạn nhớ ngữ pháp sirai nha xe. Nếu như động từ bỏ mát sự cộng với sirai thì cái từ này, cái ngữ pháp này nó sẽ nghĩa là gì nhỉ? Sau khi A thì ngay lập tức B. Sau khi đến nhà ga thì ngay lập tức hãy gọi cho tôi nhé. Sau khi A thì ngay lập tức B và cái vế sau nó sẽ có ý chí. Nhớ cho xe là có ý chí nhá. Yêu cầu hay là gì nhỉ? Mong muốn. Đề nghị. Có. Tiếp theo là sirai này nó còn một ngữ pháp nữa, còn hai ngữ pháp nữa cơ. Là nếu như các bạn dùng với ve mà không phải chia ve đựng, không phải bó sự nữa mà có thể là ve đựng hoặc là ve tạm cộng với sirai á thì lúc này sẽ là gì nhỉ? Là do đó là vì vậy. Nghĩa nó sẽ dịch là gì nhỉ? Là bằng ve đà cà đá luôn ấy. Nhắc lại nhá, ve mà chia sang thể thường cộng với sirai. Cái này có thể là sirai đà nhá, hoặc là sirai đứng ở giữa câu. Đó, một là đứng ở cuối câu, hai giữa câu đều được. Nó sẽ dịch là do vậy và vì vậy. Cuối cùng là danh từ cộng với sirai trực tiếp luôn nhá. Danh từ cộng với sirai sẽ là gì nhỉ? Tùy ở danh từ. Các bạn cố gắng tự memo giúp em xe nhá. Xe này sẽ không viết được đâu ạ. Chúng ta cố gắng memo giúp em xe đi ạ. Không quên đấy nhá. Qua xe này ưu chí nít. Mina sang memo xe tôi tê cả sợi. Memo xe tôi tê cả sợi. Nào các bạn nhớ được chưa? Ba cái nhá. Thứ nhất, động từ bỏ mát sự cộng với sirai là sau khi A thì ngay lập tức B, sau khi đến nhà ga ngay lập tức gọi điện cho tôi, vế sau mang ý chí. Tiếp theo, ve mà chia sang thể thường cộng với sirai thì nó dịch là vì vậy và do vậy. Tiếp theo là danh từ cộng với sirai kết thẳng trực tiếp thì đó chính là gì nhở? Tùy ở danh từ. Ví dụ như là tùy theo thời tiết ấy, thì buổi gì nhở? Buổi cắm trại của mình sẽ phải là gì nhở? Có nghĩa là nó tiếp tục hay không thì tùy theo thời tiết ấy. Đó là tenki sirai. Được chưa? Rồi, đáp án số 3, tiếp theo câu số 4 nào. Câu số 4 là gì đây ạ? Sora ni kumo ga takusan dete iru node nanani ame ga furu kamoshiremasen. Các em nhìn trên xe là ở đây Sene đang đánh dấu từ kamoshiremasen. Và đây là một câu hỏi hỏi cái cụm gì nó đứng trước của một ngữ pháp. Đứng trước là cái gì? Nào, câu số 4 nào. Rồi, các bạn đang chọn câu 4 là sai. À, có bạn Ái này. Bạn Lê Ái chọn sang băng. Nếu mà em chọn 3 ấy, thì tại sao không chọn 1? Trong khi chúng ta để cho đây mô xi bằng mô xi mô luôn. Thực ra thêm mô và chẳng khác gì nhau cả. Nhá, đây chẳng, nó là một lá là một luôn ấy. Hai cái này bằng nhau ấy. Từ này bỏ qua đi, đúng không? Bây giờ chỉ còn lại gì thôi. Mochi ka shitara bằng với mochi ka shite bằng với mochi ka suruto. Nhá, chúng ta sẽ có ba từ bằng nhau này. Moshikashitara, moshikashite, moshikasuruto nhá. Và nó chính là đầu của cái ngữ pháp kamoshirenai. Chắc là đấy ạ, có lẽ là. Được chưa các bạn? Còn moshi thì sẽ, nếu mà ngữ pháp moshi ấy thì đứng sau của nó sẽ là tara, phải không? Ừ. Bởi vì là ở trên bầu trời có rất nhiều mây đen đúng không? Nên chắc hẳn là trời gì nhỉ? Sẽ mưa đây. Có lẽ là trời sẽ mưa đấy. Xe ơi em đổi rồi à? Số chắc là chưa nhìn thấy đấy. Ừ. Câu số 5 nào. Anata wa ima made America e nani nani koto arimasu ka? Ôi dồi ôi, cô này nhắm mắt cái đã chọn được này. Xe nhắm mắt cái cũng hiểu rồi, 1 giây là phải lướt được đường đường ngay luôn các bạn nhá. Câu 5 rất rất là dễ luôn ý. Câu 5 đâu các bạn ơi. Ừ. À có các bạn đã chọn phương án số 2 đúng không ạ? N4A Sensei không hề nhá, Sensei bảo này, Sensei không hiểu luôn ý. Cái cuốn sách mà Sensei đang chữa này là cuốn Chokugen Zen, là một cuốn rất là khó các bạn nhá. Từ trước đến giờ cái những cái chuỗi livestream Sensei chữa cho các bạn đều là cuốn này. Và đây là đề số 9 á. Hôm nay mình làm đề số 9 nhá. Thực ra là có thể là trong một đề ấy, một đề thì nó sẽ có câu này câu kia, sẽ có câu dễ câu khó các bạn nhá.
hoặc là có thể là sau một thời gian dài chúng ta ôn thi xong thì bây giờ đến cuối đến cái giai đoạn cuối cùng trước kỳ thi là mình cũng phải kiến thức mình cũng phải vững vững rồi thì mình làm nhiều đề mình cảm thấy cái đề này nó sẽ dễ dàng, ví dụ như thế đúng không? Câu số 6 nào. Câu số 6 chúng ta sẽ có Asano show bự nha. Show bự là thắng bại này. Yu show できるか決まるので負ける何々。わけではない。わけにはいかない。ことではないとことにはいかない。Các bạn thấy là ở đây ấy, chúng ta chỉ phân biệt là dùng wa ke hay là dùng koto thôi đã. Tiếp theo đó là dùng đế ngoại na hay dùng ikanai. Câu 6 nào, người thì chọn 1, người thì chọn 2. Bởi vì là sẽ quyết định là mình có thể vô địch hay không ở trong cái buổi thắng bại, đúng không ạ? Trong cái buổi thắng bại của ngày mai, đúng không? Thắng hay là bại, có thể vô địch hay không sẽ quyết định. Vì thế nên là gì thua? Wa ke de wa nai là không hẳn là, không phải là, không có nghĩa là. Wa ke ni wa ikanai đó là không thể. Cho nhớ ngữ pháp nhá. Veru wa ke ni wa ikanai là không thể động từ. Còn ve nai nếu mà động từ trên thể nai nhá, có hai cái nai ấy thì nó sẽ là không thể không và nghĩa là phải ấy. Vậy bạn này bảo là ngày mai là trong cái trận mà gì nhỉ? Thắng bại ấy, có nghĩa là phân thắng bại nhá, thì sẽ quyết định là ai là người vô địch. Vậy vì vậy nên là nhất định mình không thể thua, đúng không? Nhất định mình không thể thua thì phải là ni băng chứ, phải không các em? Mà ke được qua ke ní ngoại cái này em không thể thua được đó, không thể thua được. Còn nếu câu một là không hẳn là, không phải là, không có nghĩa là thua. Cái ngữ pháp qua ke đế ngoại nai này nó là một ngữ pháp phủ định nhẹ nhàng, giống như tố ngoại kagiranai ấy, nó bằng với tố ngoại kagiranai luôn ấy ạ. Vậy là câu 6 này sẽ là ni băng nhá. Rất nhiều bạn đang chấm 1 đúng không? Câu số 7 ạ. Câu số 7 là gì đây ạ? Terebi o 5 jikan nani nani suzukete me ga itaku narimashita. Các em nhớ nhá, là đằng sau có từ suzuke thì đây là một động từ phức hợp. Động từ phức hợp ạ. Động từ phức ấy. À, phức hợp là gì? Là động từ đứng trước. Người ta chúng ta sẽ bỏ mát sự đi và để cộng thêm một động từ tiếp theo. Ví dụ như là đi với Hajime, đúng không? Hay là đi với Owari, rồi là Dashi, đó, tô sự. Và tiếp theo là Kiru cũng có luôn, đúng không? Ví dụ như chúng ta có nghe từ Urikire không ạ? Urikire là bán hết sạch đó. À, Benkyo Hajime, em bắt đầu học tiếng Nhật này. Vậy Chuzuke, động từ phải mó sự đó chính là Yomba. Nhờ, Mi Chuzukete là nhìn liên tiếp 5 tiếng đồng hồ xem phim nên là mắt em đã bị đau. Câu số 7 ạ, đúng rồi, dông băng. Câu số 8 này, Watashi ga kono kuni no shushou, thủ tướng này, nai nani, seiji o motto yoku suru no ni. No ni mà đứng ở cuối câu ấy. Thì chắc chắn đây là một câu mong muốn một điều không có thực hiện tại. Khi mà chúng ta đứng cuối câu thì no ni đứng cuối câu nhé. Thì câu này nó sẽ trái ngược với hiện tại các bạn ạ. Và đứng trước của nó sẽ phải chia sang thể điều kiện rồi các bạn ạ. Đứng trước phải là điều kiện các bạn nhé. Điều kiện này có thể là ba, có thể là tara, hoặc có thể là gì nhỉ? Ba, tara, hoặc là gì nara. Có ba cái các bạn ạ. Thế nên là mình sẽ loại được câu số 4 thôi. Bởi vì câu 4 này dịch là nisewa là mặc dù đấy. Đứng phát này dịch là mặc dù này. Chỗ này mình phải là nếu cơ. Kara niwa là một khi nhá. Loại rồi. Nistara hay là data to shitara, đâu là câu giả định ạ? Câu số 8 nào. Câu 8 này, nếu như tôi mà là thủ tướng của nước này thì tôi sẽ làm cho chính trị tốt hơn. Ấy vậy mà. Nhớ lại nhé. Nếu như tôi mà là thủ tướng của nước này thì tôi sẽ làm cho chính trị tốt hơn. Ấy vậy mà, chứng tỏ là bản, có nghĩa là thực tế là hiện tại bạn này không phải là thủ tướng. Hay là mình rất hay có câu là giá như
mà trước đây em học hành chăm chỉ hơn. Nếu trước đây em học hành chăm chỉ hơn thì bây giờ em đã đỗ N3 rồi. Ấy thế mà. Đó, sẽ là gì nhở? Là izen izen wa moto moto isshokkenmei nhở? Benkyou sureba hay là benkyou shitara N-sang ni gokaku dekita no ni. Đấy, thì đứng trước phải là điều kiện và câu này sẽ là đi bằng. Đúng rồi, mình sẽ chuyển sang dạng gì nhở? Quá khứ ạ. Và các bạn nhớ một ngữ pháp trên đây đó là tô sitara bằng với tô sư tử tô luôn nhé. Tô sitara bằng với tô sư tử tô là giả định nhé. Đây là một câu giả định luôn, dịch là giả định ạ. Là một ngữ pháp rồi các bạn ạ. Chú ý cho nên ngữ pháp này nhá. Rất nhiều bạn nhớ chưa biết ngữ pháp này đấy ạ. Chia sang dạng quá khứ, đúng rồi. Tiếp theo nào, câu số 9 nhá. Câu số 9 là gì đấy ạ? Asa hisashiburi no yasumi na no de machi e nani nani omoimasu. Lâu lắm rồi không được nghỉ, vì vậy ngày mai tôi định là tôi sẽ đi lên trên thành phố chơi, đúng không ạ? À, thì bây giờ là mẫu ngữ pháp dự định. Mà ngữ pháp dự định của mình sẽ là cái gì nhỉ? Đầu tiên là asobi ikku koto ni này, asobi ni ikku no ni shio này, hay là ikku hoto da to asobi ni ikko to. Các em thấy cái nào xuôi nhất nhỉ? Đúng không? Đọc mà thấy xuôi miệng nhất chắc chắn là câu 9 đấy. À, có bạn đang sợ CEO à? CEO á, CEO tổ môi mắt hay là Ico tổ môi mắt? Rồi, có cần phải chuyển sang sư tử không? Không cần đúng không? Chúng ta ghép thẳng luôn lên xe đi. Đúng rồi, trong băng rồi. À, so bên Ico tổ môi mắt. Có một bạn đang chọn phương án số 2 đúng không ạ? Ico tổ môi mắt. Đây là ngữ pháp dự định ấy. Em dự định. Câu số 10 nha. Onimatsu no hai so. Hai so ni tsuite wa uketsuke counter ni nani nani onegai itashimasu. Về cái việc mà chuyển hành lý, chuyển hàng hóa đúng không ạ? Thì onegai itashimasu. Em vui lòng anh chị hả, là gì gì bên quầy nhỏ lễ tân. Đó. Thế ở đây mình có từ ukagai, ukagatte kudasaru yo. Ô ta dư nê kudasaru yo. Rồi kite agaru yo. Ta dư nê te agemasu yo. Tất cả các câu đều có từ đuôi là yo rồi các bạn. Ngữ pháp của mình đó là kudasaru yo onegai shimasu ấy. Các bạn có biết là đây là một dạng tôn kính ngữ không? Mời anh chị hãy hỏi bên quầy tư vấn. Thì mời anh chị hỏi thì chỗ này phải là tôn kính ngữ. Mà các bạn có một ngữ pháp tôn kính ngữ là thêm ô động từ bỏ mã sự và cộng với gì nhỉ? Kudasai không ạ? Đúng không? Thêm ô động từ bỏ mã sự cộng với kudasai và đây sẽ là gì nhỉ? Ô tazune kudasai. Anh chị hãy hỏi mà. Còn nếu mà câu 1 thì từ ukagai này là khiêm nhường ngữ rồi. Khiêm nhường ngữ là dành cho bản thân mình hỏi rồi đúng không? Mà trong khi mình đang muốn khách hỏi mà thì mình phải dùng tôn kính. Rồi câu số 11 là các bạn ơi, câu số 11 là gì? Kono machi ni wa basu mo densha mo tốt tên ai nó đã cả ra ở cái thành phố này ý, thì bởi vì là xe buýt cũng như là tàu đều không đi qua, vì vậy nên là đấy có nghĩa là không có cái xe nào đi qua hết đấy, nên là vì vậy nên là tất cả bốn câu đều có từ đi bộ này. Aruku yori hoka wa haru aru aruku yori hoka wa nai aruku yori hoka da aruku yori hoka de wa nai. Câu số 11 nha. Các bạn có biết một ngữ pháp đó là veru shikanai không? Shikanai. Và câu này là cái ngữ pháp này dịch là chỉ còn cách đúng không ạ? Chỉ còn cách làm động từ, nghĩa là mình không muốn đâu nhưng mà không có cách nào khác nên bắt buộc phải làm cái phương pháp này, bắt buộc chỉ còn cách đó là đi bộ. Thế nhưng mà đây không có shikanai mà nó sẽ có cái ngữ pháp đó là có một ngữ pháp đó là hokanai. Hokanai các bạn ạ. Veru hokanai và chori này chúng ta có thể gì nhở, có hoặc không nhá. Atte nakute mo dochira mo ii. Chori hokanai bằng với shikanai, nai là không này, hoka là khác, không có cách nào khác mà hơn cái đằng trước ấy, bắt buộc phải đi bộ ạ. Đó là ni bằng, đúng rồi ạ, chỉ còn cách. Câu số 12 nào. Kono shigoto wa totemo taihen so ni miemasu ga. Ý là công việc này thì trông có vẻ là rất là vất vả, thế nhưng mà thực tế là tôi nghĩ rằng, có nghĩa là trông thì là mệt mỏi, vất vả, khó khăn đấy. Nhưng, đã có từ nhưng đúng không? Chứng tỏ là bên đằng sau là phải làm được. Đúng không các em?
Đó, nhưng tôi nghĩ rằng nếu như cố gắng thì là có thể. Phải không ạ? Chỗ này phải là ở dạng khẳng định này. Trông thì vất, nhưng nếu cố gắng tôi nghĩ rằng thì là ok. Vậy nên là mình sẽ thấy là câu 2 đang ở dạng phủ định này. Câu 4 đang ở dạng phủ định này, mình sẽ lại luôn. Bây giờ chỉ còn lại là hai cái phủ định thì thành một cái khẳng định nhá. Hai cái phủ định sẽ thành một cái khẳng định. Vấn đề của mình sẽ là Naranai hay là Dekinai. Chúng ta nhớ một ngữ pháp nhá, đó là Venai. Koto Venai, Koto Monai. Đó là không phải là không ạ. Không hẳn là không, không phải là không làm được cái động từ này. Và đó chính là Dekinai, Koto Monai. Không phải là không thể. Câu 12 nhá. Không, nếu như cố gắng thì tôi nghĩ là không phải là sẽ không thể làm được. Có nghĩa là vẫn sẽ có thể làm được một chút. Mình sẽ đến câu cuối cùng nhá, phần ngữ pháp trong phần môn này 1 thì mình sẽ có 13 câu. À, có 13 câu, thế nên là mình sẽ cố gắng làm nốt cái câu này, mình sẽ kết thúc livestream nhá. Các em sẽ cố gắng câu cuối cùng này đừng sai nhá. Cố lên, gabatte kudasai. À sao ạ? Kai sha no men se chen ni iku yote. Ngày mai tôi kế hoạch là tôi sẽ đi đi phỏng vấn đúng không? Đi làm phỏng vấn này. Zettai ni chikoku, đi muộn này. Zettai đứng sau, nếu mà zettai đứng sau nó hay đi dạng phủ định, ý là tuyệt đối sẽ không được đi muộn ấy, tuyệt đối sẽ không được đến muộn ấy, đúng không? Thế thì đứng sau phải là phủ định nhá, thì mình sẽ đạt được câu 1 này, bởi vì đây nó đã là khẳng định hoàn toàn rồi. No shinai yo ni suru to. Shinai mama ni shinai to. Shinai yo ni shinai to. Siêu sang băng câu số 13 nào. Câu 13, ôi câu 13 nhiều phương án quá cơ. Người thì 3, người thì 2, người thì 4 này. Sư tử tô mà đứng ở cuối câu á. Chúng ta có nghe từ sư tử tô đứng cuối câu bao giờ chưa? Thế nên nghĩ rằng câu này mình vẫn lại 1, 2 luôn ấy. Bây giờ chỉ còn lại là nai tố đứng cuối câu. Nai, chúng ta biết nai gì là gì không? Là phải không ạ? Nai là phải đúng không ạ? Kai ra nai tổ, soro soro kai ra nai tổ, sắp đến rồi em phải về rồi ý. Bây giờ là phải rồi, còn lại mình sẽ là shinai mama hay là shinai yoni thôi. Các bạn nhớ ngữ pháp là yoni là gì nhỉ? Là cố gắng không? Phải cố gắng không đến muộn ạ. À. Có một ngữ pháp nhá, yoni mà, yoni suru ý ạ. Veru, venai yoni suru đó là cố gắng làm hay là không làm điều gì. Với câu này là venai yoni shinai to, em phải cố gắng là không đến muộn ạ. À. Tuyệt đối em không đến muộn, đáp án số 4 ạ. Hai minasan otsukaresama.